Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại 180 Vạn Phúc Hòa Đông Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Và ngoài trụ sở này, chúng tôi còn có rất nhiều các trụ sở và chi nhánh khác trải dài từ Bắc vào Nam. Và nếu như quý vị nào ở gần các khu vực này, có thể qua là trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm cũng như là mang về cho mình những phần quà giá trị nhất của Mark Home. Và đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là kỹ sư Chí Thanh. Và ngày hôm nay thì anh Chí Thanh có thể là chia sẻ cho Ngọc Huyền và quý vị khán giả biết là cái nội dung chính của chúng ta trong ngày hôm nay là gì không ạ? Hôm nay sẽ dẫn các bác cũng như là Ngọc Huyền đi tham quan công trình hiện tại đơn vị bên công ty đang thi công trọn gói, cũng như là đi hỗ trợ kiểm tra giám sát công trình, và hiện tại những các bác đang có nhờ thi công bản vẽ bên mình thôi. Dạ vâng, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát nhé. Xin mời ạ. Chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Ngày hôm nay Ngọc Huyền lại được đồng hành cùng với đội ngũ thanh tra về kiểm tra giám sát cho công trình của gia đình nhà anh Tuấn có địa chỉ tại Thường Tín, Hà Nội. Và hiện tại thì tôi đã có mặt tại khu vực công trình chính ngày hôm nay rồi. Và ngay phía sau tôi đây thì đó chính là cái công trình của chúng ta. Công trình này được thiết kế theo phong cách tân cổ điển cùng với lại hệ thống mái Nhật và 3 tầng nha quý vị. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào bên trong để cùng nhau đến với nội dung chính kiểm tra ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi xung quanh một chút nhé. Vì đây là một cái công trình mà chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Chính vì thế đầu tiên đi, tất cả những vật tư vật liệu của chúng tôi đều được tập kết ở phía trước công trình của chúng ta. Như quý vị nhìn thấy ở đây sẽ là khu vực gạch này, còn ở bên kia thì sẽ là cái phần xi măng đó. Và ngoài ra nhé, đội thợ của chúng tôi thì sẽ ở tại công trình 24/24. Chính vì thế mà sẽ có một cái lán trại ở ngay phía bên này để dành cho đội thợ thi công này có thể là nghỉ ngơi và ăn uống sinh hoạt tại đây luôn ạ. Và quý vị yên tâm nhé, thực sự thì quý vị hay có cái thắc mắc rằng là khi mà thuê thiết kế và thi công trọn gói của Mark Home ấy, thì liệu rằng đội thợ thì sẽ ở đâu? Thực ra đội thợ của chúng tôi được tuyển chọn rất là kỹ trên toàn quốc nha quý vị. Chính vì thế mà đến mỗi một cái công trình nào đó, mà ví dụ như khu vực đội thợ ở tại địa phương này mà cảm thấy là có cái đội ngũ nhân công của chúng tôi mà tay nghề tốt, chúng tôi giữ lại. Còn nếu như mà cái đội thợ ở địa phương đó thì không đạt yêu cầu thì chúng tôi sẽ mang đội ngũ thợ thi công khác đấy về đến đây, đến tập kết và ở tại công trình này luôn nha quý vị. Và đây, từ cái khu vực này bước vào thì sau này sẽ là cái khoảng sân để gia đình của chúng tôi có thể là bố trí khu vực sinh hoạt này, cũng như khu vực để xe ở phía ngoài. Còn ở ngay phía bên cạnh này thì sẽ là một cái tấm biển bảng để giới thiệu về công trình của chúng ta. Như cái công trình này thì sẽ được thiết kế như tôi vừa nói giới thiệu với quý vị ạ, theo phong cách tân cổ điển cùng với hệ thống mái Nhật. Và từng những cái đường nét này, phào chỉ họa tiết hoa văn ở đây vô cùng nổi bật nha. Mặc dù là chỉ có màu sơn trắng làm chủ đạo thôi, nhưng mà chính những cái điểm nhấn nhá từ cái khu vực hệ cột này, rồi đầu cột này, hay trên các diện tường, nó sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Và tôi đoán được rằng sau khi mà công trình này chúng ta hoàn thiện xong hết rồi thì đây sẽ là một cái công trình nổi bật nhất vùng nha quý vị. Và đây, quay trở lại công trình của chúng ta ngày nay. Công trình này thì hiện tại thì đã đang xây dựng đến cái đoạn giai đoạn khu vực tầng mái của phần tầng 3 rồi. Và công trình này của chúng ta thì sẽ có cái chiều ngang mặt trước là 9,2m, còn chiều sâu thì sẽ là 11m. Nếu như chúng ta tính cái diện tích tổng của 3 sàn tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì rơi khoảng tầm là 300m² nha quý vị. Và ngày hôm nay thì thanh tra của chúng tôi thì sẽ về trực tiếp công trình này để có thể là kiểm tra này, cũng như là nghiệm thu lại những cái giai đoạn đã qua công trình, ví dụ như là phần tường xây này, rồi cái phần chát ở bên trong đã đảm bảo hay chưa này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với lại kỹ sư Chí Thanh để chúng ta sẽ cùng vào trong kiểm tra công trình nhé. Chào các bác, hiện tại thì em Thanh đã có mặt tại công trình nhà anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Công trình này hiện tại về phần móng thì trước em có trao đổi cũng như là quay video về công trình hiện tại đơn vị bên công ty đang thi công trọn gói của bên đơn vị công ty rồi. Thì công trình anh Mạnh ngày hôm nay, nhà anh Mạnh Tuấn ngày hôm nay cũng đã gần xong hết vào các cái giai đoạn hoàn thiện về phần đổ bê tông rồi. Hôm nay thì tiện cũng ghé qua công trình để tham quan cũng như là kiểm tra, rà soát lại tác phong cũng như là cái cung cách làm việc của anh em đội ngũ kỹ thuật ở dưới xem hiện tại đang triển khai công việc như nào. Ở đây thì hôm nay sẽ
mời các bác cũng như là quý vị tham quan hiện tại công trình. Nếu như các bác nào hiện tại mà đang có nhu cầu muốn kiểm tra cũng như là tham quan về chất lượng công trình hiện tại đội ngũ đơn vị công ty bên Mark Home đang thi công như nào, thì em sẽ làm một cái tư liệu cho các bác tham quan về cái giai đoạn phần thô. Hiện tại thì công trình đã thi công xong cái phần đổ bê tông rồi, nay đang vào các cái giai đoạn hoàn thiện về phần chát. Vì có một cái phần ngoại thất thì cho các bác tham quan sơ bộ qua, thì đây sẽ là cái đặc thù của đơn vị bên công ty em khi mà đưa vào để thi công. Có một khung biển bảng rất là lớn đủ để các bác có thể tham quan được về quy mô về phần ngoại thất của bên công ty. Chúng ta sẽ có phần mặt chính, mặt sảnh và mặt đằng sau để cho các bác ngắm qua được. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn qua được là đã hoàn thiện xong cái khung bê tông rồi. Đấy, các bác có thể tham quan trực tiếp được. Cái khung bê tông ở đây thì chúng ta hôm nay sẽ về kiểm tra lại, giả sát lại xem là ở dưới đội ngũ bên mình đang thi công có những cái vấn đề gì không, có những cái lưu ý gì không. Chúng ta có thể nhìn rõ ràng công trình đang thi công ở đây. Về cái thẩm mỹ khi mà chúng ta bước chân vào trong công trình thì các bác có thể thấy được là, cái này đánh giá quan điểm của cá nhân em, cũng như là quay lại cho các bác tham quan về cái công tác thi công của anh em đội ngũ thi công đây. Ngay trước mắt khi mà chúng ta bước chân vào công trình thì chúng ta có thể lắm được thấy là về các hạng mục về thi công, về phần xây thô này. Đấy, các bác thấy là thực tế nhá. Đây là thực tế để cho các bác cảm quan được nhá, chứ không phải là cái vấn đề là đi làm việc hay như nào, trao đổi như nào không đúng. Thì xíu nữa mời anh quay trực tiếp lại cho các bác tham quan. Đấy, về phần sảnh chính này, khuôn viên bên sảnh phụ. Trước thì có về phần kiểm tra kết cấu thì em có về kiểm tra lại, giả soát hết rồi. Nhưng mà hôm nay về vẫn phải kiểm tra để xem là về cái chất lượng khi mà tháo dỡ cốt pha ra. Đấy, xem nó có bị phình, bị phọt ở chỗ nào hay không, đúng không? Đấy, thi công mà bây giờ mình là đội ngũ chuyên nghiệp, các cái hạng mục về bê tông đổ của dầm sàn như này mà nó không được đảm bảo về cái chất lượng thẩm mỹ, độ đẹp thì sau này thi công phần chát rất là khổ. Cho các bác tham quan thực tế nhá. Xíu nữa anh máy quay anh có thể lia lại cho các bác sát, zoom sát lại cho em về cái phần đổ hiên mái văng của công trình. Với công trình chúng ta có hơi có một chút thiên hướng là tân cổ điển một chút. Đây là tân cổ điển nên là các cái điểm nhấn, phao chỉ cầu kỳ thì các bác phải lưu ý. Ở đây thì hôm nay em sẽ rà soát lại xem có những cái vấn đề gì không. Chúng ta sẽ bước vào bên trong công trình để xem, tham quan xem đội ngũ của bên công ty đang thi công như nào nhá. Hôm nay ở khu vực tầng 1 đang triển khai phần tô chát. Ở đây thì cũng đã tập kết lại vật liệu về phần cát ở đây rồi. Bước vào công trình thì chúng ta có thể tham quan trực tiếp một chút về cái hạng mục đã chát xong rồi. Đấy, là kỹ thuật ở đây là anh Lâm, anh chịu trách nhiệm cũng đã bám sát lại chất lượng công trình rồi. Qua cái cảm quan và thẩm mỹ khi mà em kiểm tra ở đây thì hôm nào mà hoàn thiện xong phần chát thì em sẽ đi kiểm tra cũng như là giám sát lại toàn bộ các cái hạng mục phần chát này. À, cũng tiện là ở đây là hôm nay cũng không phải là đi kiểm tra các hạng mục phần chát. Đây là chỉ đi về tham quan công trình cũng như là đánh giá lại cái tác phong thi công ở dưới của các bác đội ngũ thi công như nào thôi. Chúng ta kiểm tra thực tế ở đây, tiện có đây thì cũng đã chát xong cái bức này rồi để tham quan xem về cái chất lượng chát ở dưới này có đảm bảo hay không. Wow. Ok, mời anh cameraman, anh đi sang bên này lia máy sát bên này để cho các bác tham quan được sơ bộ về cái bức tường chát này. Như em thấy thì nó cũng cảm quan các bác nhá. Các bác có thể tham quan trực tiếp xem, là đánh giá trực tiếp xem ở đây là gần như là em thấy là sơ bộ mấy bức chát ở đây là cực kỳ đảm bảo đấy. Mượn thử cái thước nhôm ke thử mấy cái vị trí tường là đang thi công rồi. Rất phẳng. Ở đây thì bức này vừa mới chát xong lớp 1 thôi, đang triển khai chát lớp 2. Ở đây qua kiểm tra cái phần chát này là đảm bảo rồi. Các bác hiện tại đang cho cái đang tiến hành chát, di chuyển sơ bộ vào bên trong để tham quan qua một chút công tác thi công chát của các bác thợ. Các bác thợ của đơn vị Mark Home thì đã được đào tạo rất là nhiều năm kinh nghiệm, trải nghiệm rất là nhiều công trình của đơn vị bên công ty rồi. Ở đây thì các bác đang cho tiến hành tô chát lại. Cái vấn đề mà khi mà thi công lên một bức tường mà mình xây được phẳng phiu đẹp đẽ lên rồi thì nó rất là quan trọng để sau này chúng ta đắp mốc lên những cái bức tường của chúng ta chát nó vừa đủ tiêu chuẩn.
di chuyển lên khu vực tầng 2, ở tầng 1 thì đang thi công nên nó hơi bẩn một chút các bác ạ. Đi lại nó không được đảm bảo lắm. Các cái vị trí chân cầu thang chát ở một bức tường như này lên là để cho các bác cũng cảm nhận được. Khu vực bên này thì đã chát xong hết rồi, rất đảm bảo. Thật ra là công trình này anh Lâm là người chịu trách nhiệm đứng kỹ thuật ở tại công trình. Em Thanh về lần trước cũng đã quay cho rồi, cũng đã cho các bác tham quan qua chân công trình rồi. Các cái vị trí bê tông chúng ta nhìn thấy này, đổ lên không có một chút bửa hay một chút phình nào cả. Bề mặt bê tông rất đẹp. Cái bề mặt bê tông này đẹp cũng đảm bảo được cái việc mà khi chúng ta kê kích nó đảm bảo. Kê kích đảm bảo, độ phủ bê tông và đầm dùi kỹ. Một mặt phẳng bê tông khi mà dỡ ra rất là mịn, đẹp. Một bức tường xây lên không có một, nó không bị gồ ghề. Thì sau này khi chúng ta đắp mốc chát lên, nó có một cái bức tường đẹp nhất và phẳng nhất các bác nhé. Ở trên này thì cũng vừa mới thi công đổ xong khuôn viên sàn, khuôn viên sàn mái các bác ạ. Nên là cho các bác tham quan qua một chút. Ở đây vừa đổ xong nên là bộ dàn rào chống nó vẫn đang để lại. Ở đây thì công trình thì đang sử dụng hết toàn bộ bằng ván phủ phim. Xíu nữa anh Calamen quay ở khu vực tầng 1 để cho các bác tham quan được, nếu như mà chúng ta có thể dùng toàn bộ công trình sau này để chúng ta làm khuôn cốt pha bằng ván phủ phim này, thì sau này dỡ phần cốt pha ra rất là đẹp, rất là mịn. Ở đây thì phần công trình thi công thì chắc là các bác công nhân nghỉ lại luôn ở tại khi mà hiện tại đang thi công xong được cái hạng mục của khuôn viên tầng 1, tầng 2 rồi. Thì chúng ta sẽ có khoảng trống để cho các bác nghỉ ngơi ở khu vực trên này luôn buổi trưa. Hoặc là những bác nào hiện tại nhà xa, hoặc là các bác nghỉ ngơi tại ở khu vực này luôn để cho các bác tham quan qua. Thường thường thì bên công ty sẽ thuê một chỗ riêng, cũng như là làm một khuôn viên láng trại ở dưới kia. Ở khuôn viên láng trại thì đây là khuôn viên láng trại ở tại công trình. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là vẫn có khuôn viên láng trại đàng hoàng tử tế cho các bác nghỉ ngơi nhá. Nhưng mà có thể là một số bác thì không thích, các bác thích riêng tư, Mister riêng tư gì đó, thì các bác có thể lên trên này. Hiện tại thi công xong rồi thì lên trên này nghỉ ngơi. Đấy. Ở đây đối với cả công trình mà đặc thù là công trình nó bán tân cổ như này này, chúng ta có thể thấy là đổ các cái vòm ban công bán tân cổ này rất là vất vả, rất là cầu kỳ. Anh di chuyển ra đây để cho các bác tham quan qua, để cho các bác lắm được cái thông tin này. Đổ cái vòm này rất là cầu kỳ, cũng như là về cái chất lượng đổ bê tông thì các bác có thể cảm quan và trực tiếp nhìn được. Đấy, cái này là không phải là do em Thanh tự mình nói ra, và cái này là cái để mà quay trực tiếp lại cho các bác công trình hiện tại đang thi công như nào, có như nào em Thanh sẽ đi trao đổi cũng như là chia sẻ cho các bác như vậy. Chất lượng đổ bê tông ở đây đội ngũ anh em kỹ thuật làm cực kỳ chỉnh chu, em đánh giá là rất là tốt. Trong cái quá trình mà thi công như vậy thì cần những anh em kỹ sư bám sát công trình ở tại hiện trường làm đảm bảo tuyệt đối tất cả các cái phần bê tông, cũng như là các cái phần hệ thống ống nước thoát sàn này đi và xử lý cực kỳ gọn. Sau này chúng ta xử lý các cái hạng mục thi công đây nó đảm bảo. Hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu sơ bộ qua cho các bác thôi, để vì tiện công trình sẽ đi qua kiểm tra đánh giá lại cái tác phong, cũng như là quay lại cho các bác biết là công trình mà đơn vị bên công ty đang thi công trọn gói như thế nào. Và các bác muốn biết thì các bác có thể di chuyển trực tiếp xuống khu vực Thường Tín, nhà anh Mạnh Tuấn, để có thể tham quan được công trình hiện tại bên công ty đang làm. Quý vị thân mến ạ, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng cạnh chỉ huy trưởng của công trình này ạ. Em chào anh. Anh có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho Ngọc Huyền và quý vị khán giả biết được không ạ? Anh là Nguyễn Công Toán, dạ. Chỉ huy trưởng chuyên đi
làm các công trình xây dựng. Dạ vâng. Đấy. Anh trực tiếp thi công cái công trình này. Đội ngũ thợ của anh thì là có ở đây là có 12 người. Dạ. Thi công công trình. Dạ. Thì anh cũng công trình này trong anh cũng thi công trong vòng phần xây dựng là trong vòng 5 tháng. Ồ, 5 tháng. 5 tháng là tức là hoàn chỉnh tất cả toàn bộ gọi là tường rào bên ngoài và nhà các công trình phụ kiện bên ngoài nữa. Wow. Nhà và công trình phụ kiện bên ngoài. Nhưng mà anh có cái kinh nghiệm làm cái nghề này lâu chưa anh? Anh thì kinh nghiệm của anh là hiện đến bây giờ là anh là 24 năm, 24, 25 năm rồi. Anh bắt đầu từ năm 23 tuổi là bắt đầu anh bước vào nghề này. Đấy. Có nghĩa anh là 25 năm rồi đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà vấn đề thì thực ra khi mà anh nói đến cái tiến độ ấy để thi công công trình này em thấy thực sự hơi bất ngờ. Vì dù sao nhé, đây cũng là một công trình một quy mô nó khá là lớn, 3 tầng cơ, mà lại thiết kế theo cách tân cổ điển nữa, mà trong cái giai đoạn thi công chỉ có vòng 5 tháng thôi. Đấy. Vậy thì không biết, em đoán nhé, chắc là phải đội ngũ thợ thi công của anh chắc là phải ăn ở tại công trình 24/24, cũng như là hầu như là ngày nào cũng làm, không ngừng nghỉ đúng không anh? Thợ của anh thì ngày nào cũng làm, tức là trừ trường hợp mà mưa gió, tức là trong khi mà thi công cái phần thô trồng mộc ấy, mà mưa gió thì bắt buộc quá thì phải nghỉ thôi, còn thợ của anh 24/24 ngày nào cũng thi công. Và Ngọc Huyền nghĩ rằng đấy thì cũng là một trong những cái lý do mà nó rất là ưu điểm của cái việc thi công trọn gói. Yeah. Lúc nào cũng đảm bảo được đội ngũ nhân sự thi công này 24/24 ở tại công trình luôn ạ. Và ngày nào cũng thi công nhá. Ví dụ như là bây giờ mọi người tự thi công phía bên ngoài đi, thì đội thợ có thể hôm nay người ta làm công trình nhà mình, nhưng mà ngày mai người ta sang công trình khác người ta làm, xong người ta mới quay lại công trình nhà mình. Như thế thì nó sẽ không đảm bảo tiến độ ấy. Nhưng mà còn ở công trình này thì hầu như là ngày nào cũng làm rồi, thì em nghĩ rằng là với một cái tiến độ như thế thì đảm bảo cho hoàn thiện đúng không anh? Với tiến độ như thế thì đảm bảo vừa là, tức là anh nếu mà cứ công trình mà cứ 3 tầng như này, anh đảm bảo là vừa trồng mộc và vừa hoàn thiện, đảm bảo theo đúng tiến độ của nhà thầu thi ra. Cam kết luôn đấy ạ. Dạ vâng. Vậy thì đây hiện tại thì em đang thấy ở xung quanh đây thì tất cả các vật tư vật liệu tập kết hết rồi. Vậy thì cho em hỏi một chút rằng là khi mà cái vật tư vật liệu này mình chở trực tiếp tại công trình ấy, thì chủ nhà có được trực tiếp ra kiểm tra không ạ? Có. Cái này thì khi mà vật liệu gọi về công trình này thì cũng báo cáo với gia chủ là kiểm tra về chất lượng, về gọi là về chất lượng và kể cả về si thi công các thứ là kiểm tra trước khi mà đưa vào thi công công trình. Có nghĩa là đều được chủ đầu tư trực tiếp kiểm tra luôn. Đúng rồi. Dạ. Vâng, vậy là quý vị ơi, quý vị có thể yên tâm nhé. Hoàn toàn tất cả này vật tư vật liệu ở đây này thì đều được gia chủ kiểm tra kỹ lưỡng, làm sao để đúng với chủng loại vật tư đã cam kết ở trong cái bản hợp đồng rồi. Đấy, còn nếu mà không đúng cho quay đầu luôn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Đó, và ngày hôm nay thì khi gặp trực tiếp chủ huy trưởng chúng ta thì cam kết về tiến độ thi công này, luôn luôn đảm bảo đội thợ ở tại công trình này ngày nào cũng có mặt này, để trong xuyên suốt quá trình thi công chúng ta diễn ra một cách thuận lợi. Em cảm ơn anh rất là nhiều nhé, vì chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ. Quý vị thân mến, sau cuộc trò chuyện này ạ, thì cũng đã chính thức khép lại chương trình của chúng tôi cho ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói, vui lòng hệ các số hotline để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.